Xin chào anh chị nhà đầu tư ha Chào mừng anh chị mình đến với kênh youtube của em Kênh youtube chứng khoán nè mình sẽ phải nên Thì như thường lệ cuối ngày cuối tuần Em cũng ngồi lại với anh chị mình Để cùng nhìn nhận qua thị trường của chúng ta Trong cái tuần vừa rồi Và đưa lên những cái chiến lược Những cái hành động mới cho những cái tuần tiếp theo Và mình cũng sẽ đi mình phân tích qua Thứ nhất là về mặt xu hướng của thị trường Cái thứ hai là về những cái tin tức Mà cuối tuần Cuối cái ngày hôm qua Đấy, nó đang có những cái tin tức lan tràn trên thị trường của chúng ta thì mình đi phân tích về những cái cái tin tức đó nó có những cái mức độ ảnh hưởng như thế nào đối với thị trường và những cái tín hiệu như thế thì có rủi ro hay không đối với thị trường của chúng ta thì em với chị mình sẽ cùng đi qua mình phân tích và cái điều cuối cùng là cái điều mà mình cũng sẽ đi qua mình phân loại về các cổ phiếu cho những cái chu kỳ mới sắp đến của thị trường để mà mình cùng nhau mình mình tìm kiếm cơ hội cho cái thị trường trong cái tuần sau và em đánh giá trong cái tuần sau sẽ là cái tuần mà thị trường nó sẽ xuất hiện những cái điểm mua tương Tương đối tốt, đấy, tương đối tốt và đặc biệt là những cái mà cổ phiếu khỏe trong những cái giai đoạn này nó sẽ là những cái nhóm ngành mà tâm điểm cho những cái cái giai đoạn tới thì trong cái tuần tới thì em sẽ tiếp tục em cập nhật với chị mình trên cái video ngày hôm nay ha, đấy nên là chị mình cứ lần đầu, đầu tiên xem video của em anh nhớ anh chị mình nhớ đăng ký kênh và để lại một like cũng như là cũng ủng hộ cho em uh, để mà cái kênh mình cùng nhau mình phát triển tốt hơn anh chị ha thì uh, quay trở lại đối với thị trường của chúng ta thì uh, trong cái phiên thứ 6 vừa rồi thì thị trường giảm 8,73 điểm tương đương với 0,82%. Thanh khoản ở mức 8.100 tỷ, nếu mà chị mình trừ đi cái khối lượng giao dịch thỏa thuận ra thì cái thanh khoản chỉ khoảng đâu đó là khoảng 6.600 tỷ thôi. Đây là một cái mức thanh khoản rất là thấp trong những cái giai đoạn vừa rồi của thị trường và anh chị mình thấy được một cái vấn đề là thị trường của chúng ta vẫn đang trong một cái nhịp điều chỉnh đúng không ạ? thì cái nhưng mà cái mức độ thanh khoản á nó đang có những cái dấu hiệu nó hạ nhiệt dần, nó giảm dần và cái lực bán nó bắt đầu nó áp lực bán nó nó giảm dần qua từng cái nhịp test của thị trường thì trước đây thì trong những cái giai đoạn trước đây thì thị trường nó vẫn vận động theo một cái chiều hướng zigzag có nghĩa là nó giảm giảm một nhịp sau đó nó hồi lên giảm một nhịp sau đó nó hồi lên nhưng mà chị mình thấy được là những cái điểm hồi nó đều là những cái điểm hồi nó yếu hơn nó gọi là nó thấp hơn so với những cái nhịp hồi trước đấy nó càng về sau cái nhịp hồi nó nó càng nó nó càng thấp hơn gọi là nó thấp hơn so với những cái nhịp hồi trước. Và đặc biệt là cái những cái điểm giảm, gọi là điểm giảm á thì bắt đầu nó thu hẹp dần trở lại. Hôm hôm trước là nó giảm 35 điểm, nhịp nhịp trước là nhịp tiếp theo là nó giảm 23 điểm, những cái nhịp sau này nó chỉ còn còn giảm nó khoảng 8 điểm. Đấy nên là cái biên độ giảm bắt đầu nó thu hẹp dần. Và cái gọi là cái lực bán nó bắt đầu nó hạ nhiệt dần. Đây là một cái tín hiệu, đây là một cái tín hiệu em đánh giá là một cái tín hiệu tốt cho thị trường của chúng ta để mà nó sớm kết thúc một cái quá trình điều chỉnh và đặc biệt trong cái phiên ngày hôm nay là một cái phiên mà nó có những cái sự hành động và nó có được những cái tính điều tiết thứ nhất là điều tiết từ những cái mạng cổ phiếu trụ hoặc là hạt là những cái gọi là cái về mặt gọi là nó liên quan đến cái thị trường phái sinh cái thứ hai là về mặt tin tức đang tràn lan trên thị trường là nó liên quan đến một uh, gọi là mạng cổ phiếu của eeb cái vấn đề về mặt thao túng cổ phiếu giống như là cái mạng cổ phiếu flc giống như là anh quyết flc trong những cái nhịp trước thì cái tin tức này nó có như thế nào nó có đáng đáng lo ngại hay không thì mình bây giờ mình sẽ đi phân tích thì cái đầu tiên thì mình đi phân tích về mã cổ phiếu của EB thì khi mà những cái tin tức nó bắt đầu nó xuất hiện về mặt cuối phiên thì vô hình chung nó làm cho cái thị trường của chúng ta nó chịu một cái áp lực về mặt tâm lý nó dẫn đến một cái tình trạng cổ phiếu nó bị gọi là nó bị điều chỉnh giảm nó tạo ra một cái nhịp rung dụ nhưng mà anh chị mình thấy được mấy cái vấn đề là những cái nhịp điều chỉnh giảm và cái yếu tố gọi là áp lực giảm nó không xuất hiện cái yếu tố hoàn loạn là cái đầu tiên cái thứ hai nó không có những cái trạng thái nó trượt biên đa phần những cái nhịp giảm của cái phiên thứ sáu vừa rồi nó đến từ những cái mã cổ phiếu trụ là chính hay là những cái mã cổ phiếu nó còn là nó liên quan đến một số cái tin tức giống như là cái mã cổ phiếu VCI đó là những cái mạng cổ phiếu nó giảm là gọi là giảm về phiên etc đúng ạ à, trước phiên etc nó vẫn đóng nó vẫn giao dịch với mức tham chiếu sau etc nó có những cái khớp lệnh một triệu cổ phiếu nhưng mà cái khớp lệnh này không phải là một cái khớp lệnh lớn và cũng không phải là những cái yếu tố mà nó mang tính chất cái dòng tiền lớn người ta bán vội ra mà nó em đánh giá đa phần cái phiên cái phiên etc này là nhà đầu tư mình thấy những cái tin tức trên như thế người ta bán vội ra và vô hình chung nó làm đang tỏ ra những cái áp lực cho thị trường của chúng ta về mặt cuối phiên nên là chị mình xem qua những cái cách vận động này thì cả cái phiên sáng của chúng ta thì thị trường nó cứ vận động trong một cái biến độ đi ngang đây là cái thị trường vệ sinh đúng không ạ có nghĩa là nó về biên dưới nó có những cái lực đỡ nó lên biên trên nó có những cái lượng cung nó điều chỉnh giảm trở lại đấy tuy nhiên là khi về mặt gần cuối phiên nè cái bắt đầu nó tạo ra một cái hiệu ứng nó giảm nó thủng khỏi nền thì những cái hiệu ứng này anh chị mình phải đánh giá qua cái thứ nhất nó không có những cái yếu tố áp lực lớn đấy nếu mà cái trường hợp nha mà nó xuất hiện thứ nhất là nó đè nén tâm lý như thế này nè cái thứ hai mà nó xuất hiện thêm cái vấn đề về mặt tin tức á thì chị mình sẽ thấy các mã cổ phiếu mít cáp là các mã cổ phiếu nó sẽ phản ứng mạnh nhất nhưng mà sao anh chị nhưng mà trong cái phiên thứ sáu vừa rồi thì các mã cổ phiếu mà nó mà nó thường hay mở biên á khi mà cái thị trường rủi ro khi mà thị trường nó xuất hiện á những cái yếu tố gọi là nó cái yếu tố mà bị uh, bị áp lực cung một lúc á thì những cái con giống như là con thép này là những con mà nó có những cái sự phản ứng mạnh nhất nhưng mà trong cái phiên thứ sáu vừa rồi nó không giảm nữa Nói nó không giảm nữa mà nó chỉ gọi là giao dịch đâu đó quanh cái ngưỡng 13.5 có nghĩa là nó còn gọi là nó còn giữ nhịp được trong những cái điểm này đúng không à? ạ những cái ngưỡng hỗ trợ này nó không bị trượt biên và cái sự phản ứng của cổ phiếu nó vẫn đang phản ứng rất là tốt đối với những cái trạng thái tâm lý hiện tại về mặt cuối phiên của thị trường và cái áp lực bán của cổ phiếu nó đang dần cạn kiệt dần đúng không à? ạ đấy nên là khi một khi mà cái tin tức nếu mà nó xuất hiện thì những cái con này nó sẽ là những cái con mà nó mở biên nó có thể là nó sang đầu tiên của thị trường nhưng mà sao chị cổ phiếu nó đang tạo ra một cái tín hiệu gọi là nó có được những cái lực đỡ bên dưới và cái biên rơi của cổ phiếu nó hầu như là nó đang bị thu hẹp dần đấy nên là những cái sự phản ứng về mặt tin tức trong cái phiên thứ sáu vừa rồi em đánh giá đa phần là nó đang tạo gọi là nó đang dùng những cái mạ cổ phiếu trụ nó dùng những cái con mà nó đang nổi trội lên thị trường giống như là những cái con trụ là có vinh Home, có vít có vgc đấy hay là có SAB còn những cái con nhóm ngành ngân hàng là các con STB này khi mà một khi mà những cái giai đoạn trước em cũng cập nhật với anh chị mình á những cái con mà nó thuộc dạng nó biên độ lỏng lẻo mà nó thuộc dạng những cái nhóm A, gọi là những cái yếu tố nó giữ nhịp á nhưng mà cái xuất hiện vô lâm lớn này đây là những cái tín hiệu rủi ro và những cái con này là những cái con mà nó làm cái tâm lý khi mà nó thủng khỏi vùng giá 24 trong cái phiên à, trong cái video trước em có cập nhật với anh chị mình là một khi cái con SAB mà nó thung không như 24 nó sẽ tạo ra một cái tâm lý gọi là tâm lý gọi là tâm lý tiêu cực cho nhà đầu tư đấy đúng à nhưng mà một khi con này nè trong cái phiên tư gọi là tuần sau á nếu mà nó kéo vượt lên trở lại á kéo hồi trở lại á thì nó sẽ tâm tạo ra một cái tâm lý khả quan đấy nên là anh chị mình lưu ý về những cái con này đa phần nó đang tạo ra một cái yếu tố dùng một vài cái mạng cổ phiếu để mà nó tạo ra những cái tín hiệu về mặt tâm lý đó là trong những cái cả những cái giai đoạn này nè anh chị mình thấy nè là thị trường của chúng ta giảm một dịp sau đó hồi lên giảm một dịp hồi lên nhưng mà cái bản chất hồi của cổ phiếu nó sẽ có những cái dấu hiệu nó phân hóa tại vì trong những cái giai đoạn này những cái mà cổ phiếu mà nó xuất hiện cái áp lực bán chung theo thị trường á, thì nó hồi nhìn chung là cái hồi cái mức độ hồi không cao nên là đa phần các vận động của cổ phiếu nó đi trong một cái nhịp gọi là nó bo tung xẻo như thế có nghĩa là mỗi ngày nó gọi là nó cho gọi là nó hồi lên nó cho nhà tư mình thêm một chút hy vọng nhưng mà những cái nhịp giá điều chỉnh xuống gọi là nó cứ bo tung xẻo như thế gọi là qua từng phiên là nó cứ giảm một trăm hai phần trăm cái biên độ nó không lớn nhưng mà nó cứ một phần trăm hai phần trăm nó làm cho cái tâm lý của chị mình rất là chán nản trong cái giai đoạn này gọi là trong những cái giai đoạn bò tùng xẻo như thế này và đặc biệt trong những cái nhịp điều chỉnh như thế này của thị trường của chúng ta nhưng nên là trong cái phiên thứ sáu vừa rồi nó tận dụng những cái mã cổ phiếu trụ như thế nó tận dụng những cái tâm lý từ những cái mã cổ phiếu nó đang nổi trội trên thị trường nó giống như là nhóm ngành trụ thì mình không nói sab đấy hay là những cái tin tức nó tác động về mặt cuối phiên vô hình chung nó làm cho thị trường của chúng ta nó tạo ra một cái điểm dụ với những cái tin tức thông thường như thế nha thì thị trường của chúng ta nó sẽ tạo ra một cái gọi là cái tín hiệu không mấy khả quan đấy đặc biệt là đối với những cái nhóm ngành mít cáp nhưng mà trong cái phiên thứ sáu vừa rồi những cái nhóm ngành mít cáp nó vẫn giữ nhịp trở lại có nghĩa là đa phần nó gọi là cái mục đích chính trong cái phiên thứ sáu vừa rồi gọi là tin tức hay là nó tận dụng tin tức hay là tận dụng những cái nhóm anh trầu á để mà nó rung dụ những cái lượng hàng cuối cùng trên thị trường của chúng ta và với những cái tín hiệu như thế thì em đánh giá qua cái tuần sau là sẽ là những cái tuần mà nó sẽ xuất hiện nhiều cái cơ hội cho anh chị mình và đặc biệt là những cái mã cổ phiếu nó giữ những cái xu hướng đấy nên là thương anh chị mình đấy nè thương á trước mọi cái nhịp tăng của thị trường nó sẽ có một cái nhịp quá rất là mạnh nó giống như là nhịp này nè đang trong một cái nhịp điều chỉnh điều chỉnh này bắt đầu nó biên tăng nó thu hẹp dần cái khối lượng bán nó cạn cung nè nó tận dụng những cái mã cổ phiếu trụ nó đạp xuống một nhịp sau đó nó hồi phục lên nè những cái giai đoạn sau nó hình thành nên những cái trên tăng đúng không à? ạ giai đoạn trước đây cũng thế nè đấy nó là nhiều những cái đoạn trước đây này đây cũng thế này nó đang đi ngang đi ngang tạo ra một cái tâm lý chán nản như thế thì vô hình chung này nó tạo ra một cái nhịp đạp thủng khỏi những cái người hỗ trợ đó thì sau đó nó tạo ra một cái yếu tố nó hấp thụ nó hình thành ra một cái vùng trên mới thì tại vì sao nó phải cần có một cái nhịp như thế này là cái thứ nhất tại ra, tại vì sao nó cần có những cái nhịp như thế này cái thứ nhất á là để mà nó rung dụ những cái lượng hàng còn sót lại có nghĩa là những cái biên độ gọi là biên độ giảm của cổ phiếu á mỗi ngày nó cứ một hai phần trăm thôi một cứ nó cứ một hai phần trăm thôi thì nó cứ bao tung xẻo như thế thì nhà đầu tư mình gọi là mình còn cầm cự được mình còn bán được nhưng mà khi mà nó tạo ra những cái tín hiệu để mà nó ép tâm lý của nhà đầu tư mình bằng những cái tin tức bằng những cái mạng cổ phiếu trụ thì nó vô hình chung nó tạo ra những cái yếu tố gọi là nó rung dụ thêm những cái lượng hàng còn sót lại mà nhà đầu tư mình còn kiên trì mình nắm trong những cái giai đoạn này ép cho nhà đầu tư mình phải bán ra gọi là bán ra trong những cái nhịp cuối nên là chị mình thấy này cái lượng hàng bán đó đâu xuất hiện những cái yếu tố gọi là yếu tố bán tháo đúng không ạ đa phần nhà tư cá nhân gọi là bị rung vũ ra trong cái phiên ngày thứ sáu vừa rồi em đánh giá là cái lượng hàng này rất là cao đấy nên là đa phần những cái lượng hàng cuối cùng này nó đã, đã bị rung vũ qua trong cái phiên thứ sáu vừa rồi và vô hình chung á là nó sẽ tạo ra một cái yếu tố nữa là nó sẽ thu hút được những cái lượng cầu vào đấy đúng ạ đấy nên là những cái việc mà nó giao dịch trong những cái biên độ lớn lần á thì cái lượng cầu nó không vào nhưng mà nó nhúng xuống một nhịp nó sẽ kích thích những cái lượng cầu bên ngoài người ta sẽ giải ngân trở lại đối với thị trường nó sẽ tạo ra một cái quá trình gọi là nó hấp thụ trở lại nó mở biên trở lại nó hồi phục trở lại thì từ đó nó sẽ tạo ra những cái bước đệm gọi là nó trước mắt nó sẽ tạo ra những cái bước đệm gọi là kết thúc một cái quá trình điều chỉnh khi mà cái lượng cầu nó bắt đầu nó đẩy giá trở lại và nó tạo ra những cái biên tăng rồi cái biên gọi là biên mở lại mở biên lên trở lại đối với thị trường của chúng ta thì từ đó từ những cái bước đệm đó nó mới hình thành nên cho chúng ta một cái xu hướng tiếp tục đối với trong cái tuần sau và đặc biệt là một cái mã cổ phiếu vci và cái tin tức anh chị mình đang rất khôn mang trên thị trường chính là cái tin tức về vci và mã cổ phiếu của eib đúng không à? ạ đấy nó là những cái con mà nó ảnh hưởng trực tiếp nhất là cái con eib là có nó có những cái sự vận ứng nó sàn đây là cái lẽ điều hiển nhiên tại vì cái bản chất cái con này cái thanh còn nó đâu có cao đó là khi mà cái tin tức nó tác động như thế thì vô chúng nó đạp sàn thì vô chung á thì các mã cổ phiếu nó mang tính chất penny hay là những cái mang tính chất làm giá trên thị trường của chúng ta nó vô chung nó vẫn quay đầu nó sàn đấy hay là con fit nè nó đang tăng gọi là nó đang có hai phiên tăng trần hay hôm nay là những cái mà cổ phiếu EB nó làm giá thì nó vô hình chung á nó tác động đến những cái đội làm giá khác trên thị trường. Đấy đây là những cái động thái của gọi là của gọi là nó động thái nó mang tính chất gọi là mang tính chất điều tra hay là mang tính chất rủi ro đối với những cái con mà nó được làm giá đấy nên là anh chị mình thấy nè phích nên là đây là TSC rồi nè đấy nó đang gọi là nó đang tăng hai phiên đó hai phiên nhưng mà hôm nay nó lại quay đầu đúng không à? ạ đây là biểu hiện cho những cái mã cổ phiếu nó bị làm giá trên thị trường và nó bị thao túng trên thị trường nên là hầu như trong xuyên suốt trong một cái quá trình đầu tư của em hay là trong một cái quá trình khuyến nghị của em hầu như em không có khuyến nghị cho anh chị mình tham gia với những cái mã cổ phiếu làm giá như như thế này đúng không à? ạ để mà chi để mà đề cao những cái tính an toàn cho cái danh mục của chị mình đấy nên là EB nè đó là những cái con mà nó bị điều tiết hay là anh chị mình thấy là cái con mà nó nhiều anh chị mình à mình cũng không mang vì cái ngân hàng bản việt nó cũng là cái ngân hàng mà nó đang gọi là nó đang được gọi là nó được trích lục những cái giao dịch của một cá nhân gọi là hay là một cái tổ chức liên quan đến mã cổ phiếu của EB nhưng mà sao anh chị nhưng mà mình phải đi đánh giá qua được á là gọi là đối với một cái tin tức trên trên thị trường á thì chị mình phải đánh giá qua không phải là cái tin tức ra tiêu cực nó ra thì chị mình gọi là cái thị trường chung nó xấu còn tin tức uh, gọi là tin tức mà nó tích cực á thì chị mình gọi là đánh là đánh giá thị trường nó tốt nó không phải nó quan trọng nhất không phải là cái tin tức đó nó tốt hay xấu mà là cái sự phản ứng của cổ phiếu cái sự phản ứng của thị trường nó như thế nào đối với cái tin tức đó giống như trong những cái hiệu ứng ngược mà em có cập nhật với chị mình trong mọi cái dịp cuối quý hay là cuối cuối gần nhất đây em có cập nhật với anh chị mình á là không phải là cái doanh nghiệp gọi là có lợi nhuận giảm nó sẽ giảm gọi là cái giá cổ phiếu nó sẽ giảm nhưng nên đồng thời nó không phải cái doanh nghiệp nó làm ăn kinh doanh tốt nó ra báo cáo xong rồi thì cổ phiếu nó sẽ tiếp tục tăng đúng không à? ạ nên là có những doanh nghiệp nó ra những cái báo cáo nó rất là xấu nhưng mà sau đó cổ phiếu nó lại quay đầu nó tăng nhưng mà cũng sẽ có những cái doanh nghiệp ra báo cáo kết quả kinh doanh tốt nhưng mà sau đó cổ phiếu giá lập tức nó đạt định nó quay đầu đấy nên là mình phải quan tâm mình phân tích qua là cái mức độ ảnh hưởng của tin tức đó và cái sự phản ứng của cổ phiếu nó như thế nào thì đầu tiên mình em sẽ đi qua em phân tích về mạng cổ phiếu của VG, v, VCI để cho anh chị mình sẽ thấy được cái mức độ ảnh hưởng tin tức đó. Nó nó gọi là nó không phải là những cái tín hiệu rủi ro hay là nó không phải là một cái tín hiệu nó quá bi quan đối với một cái vận động của cổ phiếu. Thì đầu tiên thì anh chị mình phải xác định á là cái tin tức nó ra thì nó khoảng đâu đó là khoảng trong cái khung khoảng 2 giờ, 2 giờ 10, 2 giờ 15 nó ra. Nhưng mà sao anh chị, giá cổ phiếu nó vẫn tham chiếu đấy thương như thế thì cái cổ phiếu này nó sẽ bị trước biên nó và nó sẽ bị bán đấy nhưng mà sao chị nhưng mà về gọi là trước phiên etc giá cổ phiếu nó vẫn vận động tham chiếu là cái yếu tố đầu tiên cái yếu tố thứ hai cổ phiếu nó chỉ bị bán ở trong phiên ATC với một cái khối lượng 1 triệu cổ phiếu không phải là một cái khối lượng lớn mà đa phần những cái lượng lệnh bán trong phiên ATC là đa phần nó sẽ thuốc dạng của những nhà đầu tư cá nhân người ta thấy tin tức như thế người ta thấy những cái yếu tố như thế nó ép chỉ số nó vô cùng chung nó ép cái tâm lý mình phải ép buộc bán ra trong những cái ATC thì vô cùng chung những cái lượng Bán 000 ETC là thường là những cái yếu tố nó sẽ không có những cái lượng cầu đủ để mà nó đối ứng khi mà nó mình gọi là nó đồng loạt nó tuôn ra đúng ạ à? nhưng mà sao chị không xuất hiện yếu tố bán tháo nên là trong cái phiên ATC vừa rồi em đánh giá những cái lượng hàng một triệu cổ phiếu này đa phần nó sẽ thuộc những cái nhà đầu tư cá nhân mình đang cầm nắm này thì mình thấy những cái tin tức đó mình bán hoạn loạn ra trong cái phiên ETC gọi là bán bất chấp ra trong phiên ETC để mà nó không có những cái lượng cầu đối ứng đấy là cái yếu tố đầu tiên cái yếu tố thứ hai là mình phải đi đánh giá qua những cái tin tức thao túng này nó gọi là nó có phản gọi là nó có sức ảnh hưởng đối với thị trường hay không thì cái yếu tố mình phải đi phân tích đầu tiên á thì cái tính này nó có tính bất ngờ hay không nó có một bất ngờ một chút nhưng mà nó không phải là những cái sự gọi là cái sự phản ứng quá là bất ngờ hay là nó tạo ra một cái hiệu ứng gọi là ảnh hưởng một cái sức rất mạnh mẽ trên thị trường tại vì sao tại vì thao túng cổ phiếu trước đây nó đã diễn ra đối với mẹ cổ phiếu flc đối với ông quyết đúng không à? ạ đấy nên là một cái gọi là cái tin tức để mà nó tác động mạnh nhất đối với thị trường á thì nó phải mang tính chất bất ngờ và trước đây nó chưa có tiền lệ đúng không à? ạ nó đơn cử giống như là một cái con covid có nghĩa là khi mà một cái con covid á, nó diễn ra thì thị trường của chúng ta mà phản ứng rất là mạnh mẽ. Tại vì sao? Tại vì trước đây nó chưa có tiền, chưa có tiền lệ một cái con covid nào nó xuất hiện giai đoạn trước đó. Nên là những cái yếu tố bất ngờ nó sẽ diễn ra, nó sẽ làm cho cổ phiếu, làm cho thị trường chung của chúng ta nó sẽ có những cái sự phản ứng mạnh nhất, đúng không à? ạ? Nên là càng về sau này, đấy, những cái nhịp gọi là covid lần sau này, cái sự phản ứng nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Tại vì sao? Cái tính bất ngờ nó không còn. À, cái tính bất ngờ không còn và càng về sau qua cái lần thứ tư á thị trường chúng ta vẫn tiếp tục nó điều chỉnh gọi là nó tăng trong một cái trên tăng nó nó càng đã covid thì nó là càng tăng đúng không à? ạ nên là cái tính bất ngờ của thao túng gọi là cái vấn đề về mặt thao túng mạng cổ phiếu của eb đối với cái thời điểm hiện tại là nó không có gọi là cái, gọi là cái về mặt ảnh hưởng mạnh đối với thị trường là nó không cao đúng không à? ạ nó nó không nó làm sao cao bằng mà cổ phiếu của flc tại vì flc trong giai đoạn trước cái sự gọi là cái sự quan tâm của nhà đầu tư mình rất là nhiều tràn lan đại hại trên thị trường là cái thứ nhất cái thứ hai là nó gọi là nó gọi là nó đầu tiên là cổ phiếu nó đi tiên phong đầu tiên bởi là bởi bởi những cái chính phủ của chúng ta làm mạnh mẽ về những cái vấn đề thao túng nên là khi mà bắt ông quyết á, thì nó sẽ gây ra một cái hệ lụy cho thị trường rất là mạnh ở những cái nhịp độ đầu tiên, còn những cái giai đoạn sau thì cái yếu tố bất ngờ nó không còn, đấy cái tính bất ngờ nó không còn và cái mức độ ảnh hưởng của mã cổ phiếu của EIB đối với nhà đầu tư cá nhân trên thị trường nó không có cao, đấy nên là em đánh giá cái sự phản ứng của thị trường hay là cái mức độ ảnh hưởng đối với thị trường về những cái tin tức này nó không có lớn và đa phần nó đang lạm dụng tin tức để mà nó rung vụ những cái lượng hàng cuối cùng và sau đó nó sẽ tung hút những cái lực cầu gọi là lực cầu bên dưới để mà nó tạo hình thành nên những cái quá trình gọi là và nên mở biên đi lên lực đỡ cho thị trường Từ đó nó sẽ là những cái bước đệm nó tạo ra một cái xu hướng mới đối với thị trường Nên là thường đối với những cái nhịp này Thì em đánh giá nó sẽ đang gần với những cái giai đoạn kết thúc của một cái quá trình điều chỉnh Có thể nó sẽ rơi vào những cái tuần sau Đấy thì nó sẽ xuất hiện rất là nhiều những cái điểm mua rất là hấp dẫn đối với thị trường của chúng ta Đấy trong những cái tuần sau nó sẽ xuất hiện nhiều cái điểm mua Đối với anh chị mình và xuất hiện nhiều cái cơ hội Và nên là cái đặc biệt nhất là mình phải chọn lọc Tại vì à, nó sẽ không phải là cái gọi là khi một cái trong một cái cái giai đoạn hồi phục không phải là cổ phiếu Nó sẽ có những cái nhóm ngành Nó sẽ là những cái nhóm ngành Nó mang tính chất Là nó phân hóa và nó sẽ dẫn dắt đầu tiên Nó phát tín hiệu đầu tiên Anh chị lưu ý Nó à, nên là quay trở lại cái con VCI Thì nó vẫn còn có những cái người hỗ trợ Có nghĩa là một là cái yếu tố gọi là cái nghiền hỗ trợ quanh nguồn giá 26 này nếu mà cái trường hợp trong cái phiên thứ hai nó có những cái sự phản ứng tốt quanh cái ngưỡng giá 26 thì mình nhận khả năng bật tăng của thị trường trong những cái giai đoạn tiếp theo theo là nó sẽ cực kỳ cao và từ đó nó sẽ hình thành nên một cái quyết định gọi là kết thúc một cái giai đoạn điều chỉnh là cái thứ gọi là cái yếu tố thứ nhất cái yếu tố thứ hai á là trên thị trường của chúng ta anh chị mình hầu như mình đầu thư tiêu tin tức nó không có hiệu quả tại vì sao tại vì khi một khi mà cái tin tức nó đã ra trên mặt báo trên cái gọi là trên các diễn đàn đến tai nhà đầu tư cá nhân mình rồi thì thị trường nó đã có những cái sự phản ứng trước đó nó là anh chị mình thấy cái mức độ ảnh hưởng của thị trường chung của chúng ta nó không cả cao đấy nên là đấy nó là nó là đối với những cái nhịp điều chỉnh là một cái nhịp điều chỉnh trước đây của thị trường là một cái nhịp điều chỉnh bình thường trong một cái gọi là trước khi mà trước đó nó có những cái biên độ tăng đấy nên là em đánh giá những cái giai đoạn này của thị trường là những cái giai đoạn mình sẽ bắt đầu chuẩn bị tìm kiếm chọn lọc cho một cái chu kỳ mới sắp tới sau này đối với thị trường có thể là trong tuần sau nó sẽ xuất hiện rất là nhiều những cái điểm mua như thế anh chị lưu ý ha và cái yếu tố tiếp theo đối với thị trường á thì anh chị mình thấy á cái yếu tố đó là nó giảm nó không có volume nhưng mà nó tăng nó cũng không có đi đi kèm volume thì anh chị mình sẽ thấy những cái lượng như thế này nè là có nghĩa là như thế này nó gọi là nó nó đi đang đi ngang á có nghĩa là những cái lượng cung bán nó không còn nhiều nhưng mà những cái lượng câu mua vùng gọi là để mà nó mua vào mạnh mẽ một cách quyết liệt nó cũng không có đấy nên là khi nó cứ gọi là nó là nó mới tạo ra một cái biến độ đi ngang chán nạn đối với thị trường nhưng mà một lúc nó bắt đầu nó điều tiết một vài chỉ số nó tác động đối với cái tâm lý nhà đầu tư nó dùng những cái tin tức nó dùng những cái mạng cổ phiếu nó nó làm tâm lý thì nó vô chung những cái lực cầu mẫn như thế này nè nó cung xuất hiện một lúc Đấy, nó cung xuất hiện một lúc đây không phải là một cái lực gọi là lực bán tháo hay là lực bán hoang loạn đó, đa phần em đánh giá là những cái lực bán mỏng nhưng mà nó xảy ra cùng một lúc như thế, cùng một thời điểm như thế, nó làm cho cái lượng cầu đối ứng mỏng dưới này này nó bị gọi là nó bị đối gọi là nó bị hấp thụ và nó bị trượt biên xuống một trong một cái nhịp và những cái nhịp này đa phần là những cái nhịp nó nó thể hiện cho một cái vấn đề đang dần hình thành đang dần cho một cái gọi là cái cuối của một cái giai đoạn gọi là giai đoạn điều chỉnh và nó là là những cái giai đoạn gọi là rung dụ gọi là những cái nhịp wash out cuối cùng đối với thị trường của chúng ta. Đấy, đấy nên là những cái giai đoạn như thế đa phần nó chịu áp tấp, áp lực về mặt tâm lý. Những nhà tôi chán nản là người ta thấy thế người ta bán ra hết rồi. Đấy, thì sau đó là nếu mà cái trường hợp phiên thứ hai á, thứ hai thứ ba nó có những cái phiên mờ biên như thế này, này Đấy là một cái giai đoạn kết thúc của một cái quá trình điều chỉnh và những cái giai đoạn đó là những cái giai đoạn mình lại sẽ lựa chọn những cái thời điểm tham gia. Anh chị lưu ý về cái vấn đề này ha. Đấy, thì uh, tiếp uh, tiếp theo đối với thì. Uh, thị trường của chúng ta thì uh, trong cái phiên thứ sáu vừa rồi em cũng có đi qua mình nhận định á uh, thì uh, thì uh, cái vùng vùng 1050 này là những cái vùng hỗ trợ rất là mạnh đối với thị trường có thể trong cái phiên thứ hai nếu mà cái trường hợp mà nó tiếp tục nó ép nó dùng những cái mã cổ phiếu uh, nó ép chỉ số nó thông qua giá một, một 1050 sau đó nó kéo bật tăng trở lại uh, thì đấy sẽ là một cái giai đoạn gọi là kết thúc của một cái quá trình điều chỉnh đây sẽ là những cái thời điểm mà mình tốt nhất để mà mình bắt đầu mình dài ngân trên thị trường mình chọn lọc những cái mà cổ phiếu giải ngân thì đó sẽ là nó sẽ tương tự giống với những cái nhịp này nè anh chị lưu ý ha có thể trong những cái nhịp sau nó nhúng xuống vùng 1050 để mà nó tạo ép những cái tâm lý rung dụ những cái lượng hàng cuối cùng nữa thì sau đó nó hồi phục lên đó thì đó sẽ là những cái tín hiệu tích cực cho thị trường anh chị mình phải cực kỳ lưu ý ấy nhờ về những cái vận động như thế này đối với cái cách vận động uh, của thị trường chung của chúng ta trong cái tuần sau ha thì trong cái phiên thứ sáu vừa rồi em cũng có đi nhận định qua thị trường của chúng ta nè thì thị trường vận động theo một cái nhịp xích điều chỉnh về gần những cái vùng nền hỗ trợ vùng 1050 vùng 1060 thì áp lực bán và cái biên độ nó đang thu hẹp dần qua từng cái nhịp test thì một quá vài cái mạng cổ phiếu trụ nó mang ra để mà nó gây áp lực cho cái tâm lý thị trường là có Vincom, có Vic, có SAB, có VCC và STB này em cũng liệt vào cái vấn gọi là gọi là một cái mà trong những cái mà cổ phiếu nó sẽ gây nên những cái hiệu ứng tâm lý có nghĩa là coi khi con STB này nó thông qua hai 24 nó sẽ tạo ra một cái tâm lý nhà tư gọi là tâm lý hỗn uh, loạn cho nhà tư nói đúng ạ nhưng mà cái trường hợp nếu mà cái trường hợp nó kéo trở lại á nó hồi phục lên nó kéo trở lại những cái trạng thái rút chân hồi phục lên trở lại mới biên trở lại thì nó sẽ là một cái tín hiệu khả quan đấy nên là những cái nó đang dùng những cái con này để mà nó điều tiết cái tâm lý cho nhà tư mình anh chị lưu ý ha đấy nên là thì, thì thị trường của chúng ta này khả năng nó sẽ test lại mốc vùng 1050 vùng 1060 thì kỳ vọng cái vùng này nó sẽ có những cái lực đỡ để mà nó tạo ra những cái thế cân bằng thì từ đó là những cái bước nền cho thị trường của chúng ta sớm kết thúc một cái nhịp điều chỉnh và tiến đến một cái xu thế mới thì trong cái giai đoạn mà thị trường chung bắt đầu nó thu hẹp biến đỏ thì các tín hiệu của dòng tiền nó sẽ phân hóa và nó sẽ luân chuyển với nhau giống như là khi mà thị trường của chúng ta những cái nhóm ngành thị trường á những cái mà cổ phiếu giống như là banh rồi á nó giữ nhịp cho thị trường á thì gọi là các cổ phiếu mít cát nó sẽ liên tục nó nó luân phiên với nhau đối với những cái nhóm ngành riêng lẻ tại vì sao tại vì cái dòng tiền nó sẽ dễ nó vào những cái nhóm ngành như thế Nên gọi là nó nó thuận lợi hơn để mà nó vào những cái nhóm ngành mịch cáp còn khi mà nó, anh chị mình tư mình gọi là mình liên tưởng như thế này nè khi mà thị trường chung của chúng ta nó có xu hướng á thì mình sẽ đánh những cái nhóm ngành thị trường tập trung phân bổ vào những cái con thị trường và đặc biệt là những con mạnh nhất đối với những cái nhóm ngành thị trường nó mang tính chất dẫn dắt của lô hàng xương sống như là banh chứng thép bất động sản gì đó Đấy, nhưng mà đối với một cái thị trường mà nó đang đi ngang Đấy, thị trường nó đang đi ngang Thị trường nó đang tạo ra những cái biến độ đi ngang như thế này nè Thì cái việc ưu tiên của mình sẽ ưu tiên vào những cái con mít cáp Đấy, phân bổ tỷ trọng vào những cái con mít cáp Đúng không à? ạ? Đó là trong một cái biến độ thị trường chung của chúng ta nó thu hẹp này Thì chị mình thấy là nhóm ngành Gọi là nhóm ngành dầu khí nó bật tăng Nhóm ngành là uh, Nhóm ngành xuất khẩu Xuất khẩu nó bật tăng uh, Tiếp theo phim thứ sáu vừa rồi Nhóm ngành điện nó bật tăng đấy đúng không ạ đấy là những cái nhóm ngành thuộc dạng mid cáp thuộc dạng riêng lẻ nhưng mà khi một khi thị trường chung của chúng ta đã có xu hướng này thì những cái con đầu ngành những cái con nhóm thuộc những cái nhóm ngành xương sống nó sẽ là những cái con nó xuất hiện những cái xu hướng và nó dẫn dắt cho thị trường đấy nên là mình có những cái chiến lược này đi ngang thì mình sẽ gọi là ưu tiên cho những cái nhóm ngành gọi là nhóm ngành mid cap riêng lẻ và thị trường bắt đầu mở xu hướng này dòng tiền sẽ tập trung vào những cái nhóm ngành vốn hồi lớn đúng không à? ạ đó nên là với nhịp độ hiện tại này dòng banh này có vietcombank có ctg có bad là ba cái ngó, nhóm ngành uh, gọi là cái banh quốc danh nó đang giữ nhịp được cho thị trường thì tại vì sao nó là như thế tại vì như thế này đối với một cái nền kinh tế mà nó phát triển nó thuận lợi á thì những cái ban quốc doanh gọi là banh quốc doanh nó sẽ không phát triển bằng so với những cái ban gọi là banh thuộc diện tư nhân. Tại vì cái mức độ linh hoạt của nó nó sẽ bị hạn chế. Nhưng mà đối với những cái nền kinh tế mà nó đang cần có những cái giai đoạn xây dựng trở lại nó sâu gọi là nó sau một cái nhịp gọi là cái nhịp uh, suy thoái nó nhịp điều chỉnh uh, gọi là nó xuất hiện nhiều cái tín hiệu rủi ro thì bắt đầu nó phải cân bằng trở lại nó xây dựng trở lại nó tồn tại trở lại. Thì sau đó mới tạo ra một cái giai đoạn phát triển. Thì sau những cái giai đoạn gọi là xây dựng á thì nó phải cần có đến những cái sự hỗ trợ của những cái ngân hàng nhà nước của những cái chính sách mới đúng không ạ? đấy nên là đây nó sẽ đề cao những cái tính an toàn nên là thường trong một cái nhịp gọi là thì gọi là cái cái nền kinh tế mà nó đang gọi là nó không thuận lợi á thì là là những cái cái vấn đề về mặt dòng tiền nó sẽ thường nó sẽ ưu tiên vào những cái cái vấn đề gọi là cái mã cổ phiếu nó mang thị hướng an toàn là những cái ban gốc doanh đúng không ạ? và cái mặt khác á thì anh chị mình biết á là đối với cái gọi là cái một cái nguồn thu của của nhóm ngành ngân hàng á thì nó sẽ cái bằng mang, mang lại lợi nhuận cao nhất chính là cái CASA sa đấy cái ca sa là cái cái mà có nghĩa là mà nó thu những cái gọi là cái những cái nguồn vốn huy động nhưng mà lãi suất thấp rất là thấp có nghĩa là những cái tiền gửi ngắn hạn này hay là những cái tiền mình bỏ trong cái thẻ này đấy là những cái cái yếu tố thì sau đó là các ngân hàng á người ta sẽ đem đi người ta cho vay trở lại đấy nên là người ta sẽ hướng được một cái mức chênh lệch nó rất là cao có nghĩa là cái đầu vào thì cái lãi suất nó chỉ còn gọi là cái ca xe lãi suất không kỳ hạn nó chỉ còn không cho không chấm không gọi là không chấm mấy thôi nó không phải là cao nhưng mà người ta cho đem cho vay lại tám chín phần trăm thậm chí là hơn mười mấy phần trăm đấy nên là cái mức độ chênh lệch nó lớn đấy là đối với một cái nền kinh tế nó đang phát triển đúng không ạ còn đối với những cái nền kinh tế nó đang gặp rủi ro đấy nó đang có những cái yếu tố gọi là nó gọi là nó có những cái tín hiệu nó rủi rủi ro thì cái rủi ro về mặt ca xa thì các ngân hàng á người ta gọi là các ngân hàng có ca xe cao nó đang có những cái bước biên độ gọi là nó nó tăng không mạnh bằng so với những cái ngân hàng nhà nước giống như là người công banh này anh chị mình thấy không nó đâu có biên độ tăng đâu hay là mbb này nó đâu có biên độ tăng đâu thì anh chị mình thấy là những cái ngân hàng này là những cái ngân hàng nó có ca xe cao nhất thì cái rủi ro của những cái ca xa thì này đối với thì nó xuất hiện á khi mà gọi là một cái gọi là các là các các nhà đầu tư á người ta cùng người ta rút ra thì ngân hàng người ta sẽ không có được những cái mức độ thanh khoản để người ta gọi là đáp ứng cái nhu cầu đó đấy nên là chị mình thấy được là những cái ngân hàng mà thuộc dạng ca xa nó không có những cái biên tăng trong giai đoạn này nó đang có những cái rủi ro chính là cái việc là cái yếu tố về mặt thanh khoản đối với cổ phiếu khi mà các gọi là các mình đồng loạt mình rút tiền ra thẻ này hay là mình rút những cái kỳ hạn ngắn hạn ra đấy đấy thì gọi là lúc đó thì cái ngân hàng người ta rất là khó gọi là nó vô chung nó tạo ra một cái áp lực rủi ro về mặt gọi là về mặt thanh khoản đấy nên là chị mình thấy là trong những cái giai đoạn này các banh quốc danh nó lại là những cái banh nó được gọi là nó được tối ưu nhất trong giai đoạn này nó được chịu nhịp tốt nhất trong giai đoạn này ha rồi tiếp theo đó là con lbb này em cũng liệt vào cái vấn đề là các cổ phiếu là nó vẫn đang giữ nhịp được và nó không mở biên rơi thì những cái con này là những con anh chị mình cần lưu ý tới ha thì lắm nữa mình sẽ đi phân tích về mặt kỹ hơn còn trong một cái nhịp độ phân hóa này, các dòng mà nó có những cái dòng nó sẽ ghim chỉ số xuống, nhưng nó cũng sẽ có những cái dòng nó kéo chỉ số lên, từ đó nó sẽ hình thành nên những cái biên độ cân bằng. Đấy với tình hình hiện tại của các nhóm ngành giống như là nhóm ngành thép hay là nhóm ngành đầu tư công là các nhóm ngành nó xuất hiện cái yếu tố bán lớn nên là nó sẽ cần có những cái thời gian để mà nó tích lũy trở lại cho những cái nhịp mới. Nên là những cái nhóm này em vẫn đánh giá ưu tiên trong những cái dịp hồi mình sẽ cơ cấu để mà mình chuẩn bị gọi là mình cơ cấu vào những cái mạng cổ phiếu nó tốt nhất nó giữ được những cái hướng tốt nhất xu hướng gọi là nó giữ nhịp khỏe nhất để mà mình đánh cho những cái nhịp độ sau ha các dòng riêng lẻ đang phân hóa mở biên có những cái yếu tố dòng tiền dầu khí này có bvd br bvs hay là xuất khẩu có tng thụ sản thì có nv Đấy, thì phiên hôm qua được xem như là một cái phiên mở biên đầu tiên để mà có thể là chị mình sẽ lấy vì thế yếu tố xác nhận tiếp theo để mình bước vào một cái chu xu thế mới này Đấy, nó còn một cái yếu tố xác nhận tiếp theo nhịp độ số 2 á để mà bước vào một cái xu thế mới từ đó nó sẽ hình thành nên những cái xu hướng gọi là đi ngược lại lại cái, cái thị trường nếu như thị trường không mở biên tiêu cực ảnh hưởng theo một cái yếu tố ảnh hưởng chung giống như là những cái nhịp này của cổ phiếu này đây là một cái mô hình gọi là một yếu tố gãy nên dậu đúng không à. ạ đấy đó là khi mà một cái cổ phiếu nó gọi là nó điều chỉnh giảm á nó không xuất hiện yếu tố tháo á thì một khi bắt đầu nó cân bằng là cái phiên mở biên đầu tiên đây là những cái điểm đấy vì thế cái điểm đấy thứ hai chính là những cái yếu tố xác nhận này đúng không à. ạ yếu tố xác nhận cổ phiếu này thì từ đó nó sẽ hình thành nên một cái trend tăng. Đấy, đối với những cái nhóm ngành này này anh chị mình sẽ qua này nó đã có một cái phiên mở biên lên. Đấy, thì nó đang chờ đợi một cái phiên gọi là phiên xác nhận. Đấy, khi mà cái lượng hàng vào cái phiên ngày thứ hai về nó có những yếu tố như thế này nữa. Đấy sẽ là những cái con nó sẽ đi ngược lại và những cái con này là những cái con mà nó sẽ phân hóa trong những cái giai sau và anh chị mình đã tập trung vào những cái con này ha còn các nhóm ngành riêng lẻ trong nhịp này đặc tính á, thì cái vốn hóa là thuộc dạng vốn hóa vừa và vốn hóa nhỏ nên là cái mức độ ảnh hưởng đến chỉ số là không cao thì vì vậy để mà hình thành nên những cái xu hướng cho thị trường thì vẫn rất cần những cái yếu tố dòng tiền nó quay trở lại đối với những cái nhóm ngành lớn đấy cái banh có vi banh này cái là trứng này thì là những cái nhóm ngành mình sẽ được kỳ vọng ha thì hiện tại các mà cổ phiếu nó dự nhiệm để mà nó chơi dòng tiền và xác nhận thì đối để mà nó dẫn sóng thôi thì các cổ phiếu nó có những cái tín hiệu cân bằng tích lũy này nhưng chưa có dòng tiền thì mình cũng sẽ hạn chế mình tham gia mà mình phải chờ đợi những cái tín hiệu mở biên lên để mà tránh những cái trạng thái rủi ro tóm giống như nhóm ngành gọi là nhóm ngành bất động sản này anh chị mình thấy này khi mà một cái yếu tố mà nó không có những xuất hiện những yếu tố dòng tiền á thì chị mình thấy cổ phiếu nó bị trượt biên rất là nhanh đúng không à? ạ? Thế là con DG này, đó này, nó đang trong một cái nhịp độ đi ngang đi ngang công bằng thôi nó đi ngang đi ngang này nó đi ngang này mà không có dòng tiền vào á, thì cổ phiếu nó tiếp tục nó bị mở biên xuống đấy lên là để mà tránh những cái trạng thái rủi ro như thế này thì mình phải bắt buộc mình còn phải cho dòng tiền đúng không cho dòng tiền vào thì cái mức độ ảnh hưởng của cổ phiếu nó sẽ không cao trong những cái nhịp độ rung lắc đúng không ạ đấy hay là những cái con giống như là hà đô này nhìn thấy nè đấy cổ phiếu đi ngang đi ngang mặc dù đi ngang nó không xuất hiện cái lực bán lớn này nhưng mà sao anh chị mình phải chờ đợi một cái tín hiệu điều kiện cần là một cái phiên dòng tiền mở biên lên thì lúc đó nó mới tạo ra được một cái tính an toàn cho cổ phiếu có nghĩa là nó có những cái động thái của dòng tiền vào chứ còn bản chất anh chị mình thấy không hôm nay cái sự phản ứng của cổ phiếu nó rất là mạnh mẽ hơn so với những cái mạng cổ phiếu khác đây là những cái nhóm ngành nó đang ghim chỉ số xuống nhưng mà nó cũng sẽ có những cái nhóm ngành nó có những cái dòng tiền để mà nó đẩy chỉ số lên giống như những cái con nhóm như này nó có những cái dòng tiền nó đẩy chỉ số lên đúng không ạ nó vẫn đang trong một nhịp cân bằng này anh chị thấy không nó vẫn là một cái nhịp vũ sau đó nó đi ngang trở lại nhưng mà sao chị cổ phiếu nó có dòng tiền vào nên là cái mức độ an toàn một khi nó hồi phục nó sẽ hồi phục nhanh nhất đấy nên tại vì sao nó có dòng tiền nó đỡ cho chỉ số rồi nó đỡ cho cổ phiếu rồi còn những cái nhóm bất động sản anh chị mình thấy nó không có những cái điểm nhấn với mặt dòng tiền nên là cổ phiếu nó bị trượt biên rất là nhanh đúng không à? ạ nên là mình phải tập trung vào khi hoặc là có những cái mặt phiếu khi mà nó có những yếu tố dòng tiền thì mình mới gọi là mình mới là những cái cổ phiếu nó an toàn và cổ phiếu nó thuộc dạng nó tạo ra những cái mức độ nó tăng tốt nhất và mạnh nhất cho những cái giai đoạn sau đấy, anh chị lưu ý ha đấy thì, thì thị trường của chúng ta khả năng hôm nay nó sẽ test về quanh cái ngưỡng này tùy thuộc vào yếu tố hấp tụ trong phiên này thì nó sẽ có những cái mở ra những cái điểm mới thì đấy để chúng ta chỉ mình chọn lọc thì hầu như là cả cái phiên sáng của chúng ta thị trường nó chỉ giao dịch quanh quanh cái ngưỡng 1060 thôi thì sau đó thì nó mới có những cái biên đạt về khi mà cái tin tức về mặt cổ phiếu cũng như là những cái mà cổ phiếu nó mang tính chất gọi là điều tiết cho cái thị trường phải sinh mà nó đáo hàng trong cái tuần sau ha. Đó nên là thị trường của chúng ta em đánh giá là nếu mà cái trường hợp nhúng xuống vào cái phiên thứ hai sau đó nó có những cái lực hồi phục trở lại á, nó tạo ra những cái biên như thế này này, nó mở biên như thế này này, hay là nó mở biên như thế này này, có thể là thứ hai nó mở gáp xuống sau đó nó hấp tụ lên á thì đó sẽ là những cái cái cơ hội cơ hội đầu tiên trên thị trường và đó là những cái dấu hiệu kết thúc cho một cái giai đoạn điều chỉnh và cái phiên thứ sáu vừa rồi em đánh giá nó không phải là một cái phiên nó thuộc dạng rủi ro mà nó lại mang tính chất của là nó khả quan cho thị trường có nghĩa là nó làm cho cái quá trình điều chỉnh nó diễn ra một cách nhanh chóng hơn nó kết thúc một cái quá trình nó diễn ra sớm hơn để mà từ đó nó hình thành nên cho một cái xu hướng mới nó là cho mình thấy là rất là nhiều những cái yếu tố nó tạo ra những cái tâm lý rất là tiêu cực Đấy, tâm lý về mặt chỉ số nó ép chỉ số này Tâm lý về mặt tin tức nó ép tin tức này Nhưng mà sao vậy? Các cổ phiếu mít cáp nó lại không mở biên Đấy, những cái con giống như là nhóm ngành thép này Nó vẫn giữ nhịp được Những cái con này là những cái con mà nó xuất hiện áp lực bán lớn Thì thương nếu mà như thế Những cái tin tức tiêu cực như thế là những cái con này là những con nó sẽ giảm đầu tiên Nó thậm chí là nó sẽ sang luôn Đấy, nhưng mà sao vậy? Cổ phiếu nó vẫn sạch Nó vẫn giữ nhịp được chứng tỏ cho một cái vấn đề các cổ phiếu nó đang giữ nhịp được và nó đang có những cái lực đỡ đối với thị trường của chúng ta đó những cái anh những cái lượng hàng bán ra nó được hấp thụ trở lại và những đa phần những cái lượng hàng bán ra đó nó thuộc dạng của những nhà đầu tư cá nhân chán nạn trong những cái giai đoạn vừa rồi chịu trận mà cầm cố á, thì cái phiên ngày hôm nay đa phần đã bị rung dụ ra thì đánh giá đây là những cái nhịp dụ và những cái nhịp washout out của thị trường và đa phần những cái vùng này là những cái vùng hỗ trợ của thị trường em đánh giá là khá là tốt anh chị lưu ý ha nên là cái cơ hội của tuần sau nó sẽ cực kỳ cao để mà chúng bị setup cho một cái chu kỳ mới đối với đối với thị trường của chúng ta ha đấy nên là cái việc là cái yếu tố cái yếu tố đó là tác động về mặt tin tức là cái là cái yếu tố tiếp theo á là thị trường chung của chúng ta sẽ khó giảm sâu tại vì sao tại vì đối với những cái nhịp điều chỉnh sau thì chủ yếu nó sẽ bị tác động bởi những cái yếu tố mơ cao có nghĩa là mơ sinh cao á, thì sau đó nó cứ gọi là bán giải chấp ra gia chấp nó cứ gọi là gia chấp chéo trong chéo lên nhau như thế thì nó mới xuất hiện những cái tín hiệu trước biên và giảm sâu còn giai đoạn này cái tỷ lệ nắm giữ mơ của trên thị trường nó cực kỳ thấp Đấy, nó cực kỳ thấp nên là để mà xuất hiện cái yếu tố giảm sâu trong giai đoạn này em đánh giá là không cao anh chị lưu ý ha đấy nên là thị trường của chúng ta tuần tới nó sẽ mở ra rất là nhiều những cái cơ hội cho anh chị mình để mà mình cùng nhau mình chọn lọc mình đánh giá anh chị lưu ý ha nên là nếu mà anh chị mình muốn đồng hành cùng em trong cái room này này để mà mình nhận định một cách cụ thể nhất khách quan nhất thì chị mình có thể liên hệ với em qua số điện thoại 0339 079 886 để mà cùng đồng hành cùng em trong room khách hàng mình nhận những cái khuyến nghị nó cụ thể nhất nó sâu sắc nhất trong phiên Đấy em sẽ cập nhật trong phiên gọi là cập nhật liên tục trong phiên để mà mình cùng nhau mình có một cái góc nhìn nó tốt nhất đối với thị trường và những cái hành động nó kịp thời nhập đối với thị trường của chúng ta thì nếu mà trong cái tuần sau nó xuất hiện những cái yếu tố mà nó hình thành nên những cái quá trình kết thúc của một cái giai đoạn điều chỉnh giống như là những cái phiên này á thì thì em sẽ mở mở lại một cái khó coaching Đấy thì có có chiên này nó sẽ song song với cái việc mình đi thực chiến đầu tư Thực chiến về mặt mua bán cổ phiếu nó như thế nào Đấy xác định đi mua điểm, điểm bán phương pháp chọn cổ phiếu này Cơ hội như dòng mới này Thì mình sẽ mở lại cái gọi là cái mình cũng sẽ Gọi là khởi động lại cái khó có chiên này Đấy để mà mình gọi là mình thực chiến với nhau Mình phải biết lý do vì sao mình mua Lý do vì sao mình bán Mình phải có được những cái phương pháp mình đầu tư Thì anh chị mình gọi là đã dành riêng cho cái room khách hàng Đấy nên là anh chị mình muốn đăng ký thì có thể liên hệ với em ha đấy thì đó là cái vấn đề về mặt thị trường chung của chúng ta mà em đi đánh giá với chị mình trong cái 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 phần đầu của video ha thì nếu mà kỳ vọng trong cái tuần sau nếu mà nó nhúng xuống quanh gọi là nó mờ gáp thậm chí nó mờ gáp nó nhúng xuống này nó nhúng xuống vùng một thùng của một nghìn năm mươi sau đó nó có những cái yếu tố nó kéo trở lại này sau đó có những yếu tố nó kéo trở lại thì đấy sẽ là một cái tín hiệu cho thấy cái vấn đề kết thúc của một cái quá trình điều chỉnh mà nó sẽ bước vào một cái trend tăng mới đấy sẽ mở ra rất là nhiều những cái cơ hội cho anh chị mình cái quan trọng nhất là cái cổ phiếu nào cái nhóm ngành nào để mà mình đầu tư có nghĩa là trong những cái giai đoạn này này mình ưu tiên cho những cái cái nhóm ngành gọi là mức cao những cái nhóm ngành gọi là riêng lẻ. Nhưng mà khi mà thị trường chung xu hướng mình sẽ tập trung phân bổ cái dòng tiền vào những cái nhóm ngành những cái con mang tính chất thị trường. Đấy nên là hầu như là em không có đầu tư vào những cái con mà thuộc dạng lái lụng giống như, như EIB hay là FIT hay là TSC đấy là những cái con mà thuộc dạng penny. Đấy nên là mình rất là thoải mái trong những cái nhịp này đấy để mà chi gì tạo ra một cái tâm lý nó thoải mái nhất mình gọi là để mà mình chọn lập cổ phiếu một cách nó khách quan nhất mà mình đầu tư mình nhìn nhận một cách nó khách quan nhất đối với thị trường để mà em đưa để mà em gửi đến cho chị mình ha đó là cái vấn đề mình đi đánh giá về mặt thị trường của chúng ta rồi tiếp theo đây mình sẽ đi đánh giá qua từng cái nhóm ngành, từng cái cổ phiếu Mình sẽ lít ra các cổ phiếu nào chị mình cần chú ý tới cho những cái nhịp độ tiếp theo Thì trong cái phần tiếp theo đây em với chị mình sẽ cùng đi qua mình đánh giá ha nên là nếu mà chị mình lần đầu tiên xem video của em Anh chị mình đừng quên like và subscribe kênh để mà nhận những cái thông báo mới nhất Cũng là những cái động lực để mà em ra những video tiếp theo ha Rồi tiếp theo mình đi đánh giá qua từng cái nhóm ngành đầu tiên mình cũng sẽ đánh giá qua cái nhóm ngành banh nhóm ngành banh những cái mạng cổ phiếu vẫn là tấm điểm chính là BID chính là CTG chính là Vietcombank tại Vietcombank hôm nay vẫn tăng cái trend xuống nó vẫn duy trì những cái con này á đi những cái con mà nó đã có những cái lịch sử đi ngược với một cái xu thế của mặt thị trường tại 29 nó bắt đầu gọi là sau một cái đợt sụt giảm của năm 2018 29 bắt đầu nữa đi ngang tạo những những cái biên đi ngang nhưng mà những cái con này là những con nó thu hút được dòng tiền nó có những thứ đi ngược và thậm chí nó vượt đỉnh đúng không à? ạ Đấy, nên là tương tự như thế này, trong những cái giai đoạn này nè thị trường chung của chúng ta vẫn trong một cái xu thế ngang này đấy xu thế về mặt dài hạn nó đang đi ngang đấy nhưng, nhưng mà những cái con này nó bắt đầu gọi là nó đã có những cái xu hướng vượt đỉnh đúng không à? ạ đấy nên là những cái con này là những cái con nó đang giữ lại chỉ số cho chúng ta nó đang hình thành nên những cái xu hướng tốt cho thị trường đúng không à? ạ đấy việc comment đa phần những cái các ban công danh này BID cũng thế thôi nhưng mà BID đã cái biến động cổ phiếu nó tương đối lập đúng không ạ những cái con này nếu mà cái trường hợp để tránh trượt biên á thì cái vùng hỗ trợ cổ phiếu nó sẽ rơi vào khoảng giá 42 nếu mà nó thùng giá 42 chị mình gọi là anh chị những anh chị nào đánh sóng gọi là mình nắm những cái vùng dưới đây này anh chị mình gọi là canh mình chặn lại đúng không ạ còn những cái con như thế này khả năng em đánh giá thủng thì nó sẽ không cao Nếu mà trường hợp nào test về thì nó sẽ mở ra Nếu mà hấp thụ tốt nó sẽ mở ra những cái câu hỏi mới cho anh chị mình ha Còn những cái nhịp ngắn hạn thì em có hướng nhận cho anh chị mình xử lý trong những cái biến độ hồi phục này Đúng không ạ? Những anh chị nào đã gọi là cái vị thế, cái quan trọng nhất là cái vị thế chị mình tham gia Đấy, cái vị thế anh chị mình tham gia dưới như dưới như này thì gọi là những cái vùng rung lắc như thế này anh chị mình đâu quan tâm còn những anh chị nào chỉ những anh chị nào đang kẹp cao này thì những cái việc hồi phục lên chị mình phải xử lý để mà mình chờ đợi những cái cơ hội mới tiếp tục ha để tránh những cái trạng thái gọi là nó vi phạm quá là nhiều vào gọi là ăn vào quá là sâu vào những cái khoản lỗ của những cái danh mục của chị mình ha còn cái nguồn hỗ trợ của BIDV nó sẽ rơi vào khoảng giá 42 nếu mà cái trường hợp gọi là nó mở gọi là nó tạo ra những cái yếu tố hấp thụ tốt giá 42 nó sẽ có được những cái điểm mua mới đối với cổ phiếu cho những cái tuần sau anh chị lưu ý ha những cái con này nó chủ yếu là bị áp lực gọi uh, là về mặt cuối phiên thôi chứ còn bản chất những cái con như này nó giữ giá rất là tốt đó anh chị mình thấy không trước phiên ATC giá vẫn 43.6 nhưng mà sau viên TC nó chỉ còn giá 42.95 rồi đấy nó bị trượt biên áp lực bán nó coi đâu có yếu tố tháo đâu và nó vẫn đang giữ nhịp được từ những cái thời điểm gọi là cái điểm mong dòng tiền nó moi vào nên là anh chị nào có những cái vị thế dưới này anh chị mình cứ nhắm giữ và mình chặn lại giá 42 còn những cái nhịp độ sâu nếu mà nó tạo ra những cái quá trình hấp tụ tốt á tạo ra những cái giai đoạn gọi là hai đáy hai đáy cổ phiếu này test đáy thành công á đây sẽ là những cái thời điểm gọi là cơ hội để mà mình chọn lọc nhưng mà đối với những cái con này mà mà anh chị mình muốn đầu tư á thì bắt buộc thị trường chung của chúng ta nó phải có xu hướng tại vì sao tại vì những cái con này là những cái con nó sẽ tác động đối với chỉ số thị trường nó cao đó nên là khi mà thị trường chung của chúng ta nó có xu hướng á, những con này là những con tâm điểm cho những cái chu kỳ tiếp theo anh chị lưu ý ha tương tự như thế là ctg này trend nó vẫn duy trì toàn bộ cái vùng như này đều là những cái người hỗ trợ cổ phiếu cả đấy nên là những cái con này trong những cái nhịp đầu tiếp theo á dòng tiền mở biên lên thị trường có xuống anh chị mình đánh những cái con này là những cái con mà tâm điểm nó giữ nhịp được nó không điều chỉnh sâu nó không có xuất hiện yếu tố bán tháo đấy mới là những cái con mà anh chị mình cần quan tâm anh chị ha đó là cái dòng banh này mình list ra này em, em ra cho anh chị mình này đầu tiên là việc công banh này BAD này CTG này là những cái con mà chờ xu hướng này chờ xu hướng thị trường nè trường và dòng tiền mở biên đối với cổ phiếu này đấy là ba cái con nhóm ngành banh tiếp theo một cái con nhóm ngành banh khác là cái con liên việt con liên việt á thì em cũng có phân tích với chị mình rất là nhiều lần là những cái mẫu hình gãy dụ của cổ phiếu nó không đi kèm với yếu tố ban tháo nó đang tạo ra những cái thế cân bằng đối với cổ phiếu đúng không à? ạ đấy nên là những cái con này là những cái con có khả năng nếu mà cái trường hợp nó mở biên lên nó sẽ tạo ra một cái quá trình gãy nền vũ thành công và lúc đó là những cái lúc mà anh chị mình đánh cho những cái nhịp mở biên lên đầu tiên đối với cổ phiếu đối với những cái nhịp độ tăng của cổ phiếu anh chị lưu ý ha nó đã hình thành nên rất nhiều lần về những cái môn gãy nền vũ này rồi đấy đang đi ngang này gãy nền vũ này sau đó gọi là nó mở một cái biên gãy vũ xuống này mở một cái biên gãy vũ xuống này sau đó dòng tiền vào hấp thụ này đấy bắt đầu nó mở biên những cái nhịp mở biên đầu tiên của cổ phiếu đây là những cái điểm đánh cổ cổ phiếu đấy đấy lên là những cái điểm đánh để mà nó xác nhận hình thành cho một cái xu hướng mới đấy chít là những cái nhịp tăng mới đối với cổ phiếu nên là cái con liên việt là cái con anh chị mình cũng sẽ cực kỳ chú ý tới đối với trạng thái của nhóm ngành banh cho những cái gọi là cái cái tuần sau nên là liên việt này đấy đề cao lương việt này đấy đối với trạng thái nhóm ngành banh đấy đây là những cái mẫu hình mà trước đây nó đã thành công thành công ở đâu thành công ở hoa sen đúng không à, ạ thành công hoa sen nè đấy nghĩ nên vụ nè đang đi ngang nghĩ nên vụ nè sau đó áp lực bán nó hạ nhiệt dần nhưng mà cái bắt đầu nó nâng nền đấy thị trường giảm nhưng mà bắt đầu nó nâng nền sau đó là dòng tiền vào vào mở biên lên đây là phiên đánh của cổ phiếu này đấy đây là phiên đánh của cổ phiếu này đúng không à, ạ đây là phiên đánh này đây là phiên xác nhận dòng tiền vào xác nhận này cả ăn cả một cái chu kỳ sau Đấy, một cái giai đoạn sau chính là nó sẽ có những cái nhiệt độ tăng để cho anh chị mình gọi là mình tìm kiếm cơ hội nên là cái con liên việt là cái con mà thứ nhất nó không xuất hiện của tô bán tháo và cái dòng tiền lớn trên cổ phiếu nó vẫn còn từ cái phiên này nó vào này nó vẫn chưa thông khỏi những cái điểm gọi là cái điểm dòng tiền vào đấy điểm mồi dòng tiền vào ở vùng giá 13 năm nó không thuận và nó giữ nhịp được rất là tốt nếu mà anh chị mình bắt qua cái ba 30 phút đối với cổ phiếu của liên việt thì anh chị mình sẽ thấy có một cái tín hiệu dòng tiền mồi vào trong cái phiên thứ sáu vừa rồi đấy đây này, đây là những cái phiên gọi là phiên tín hiệu dòng tiền mồi vào đối với cổ phiếu đấy mồi vào này đấy tuy nhiên là gặp cái thị trường chung của chúng ta cái áp lực thì cổ phiếu nó điều chỉnh thôi đó nhưng mà những cái con này nếu mà cái trường hợp thứ hai thứ ba nó có những cái yếu tố mở biên lên tiếp tục đây sẽ là những cái điểm đánh của cổ phiếu nó sẽ mang lại những cái cơ hội cho anh chị mình trong cái tuần sau ha thì đây là những cái con mà cổ phiếu mạnh mà mình phải tập trung mà mình phải quan tâm chứ không phải những cái con mà giống như là mà anh chị mình thấy là nó sẽ tương đối yếu giống như là những ngành bất động sản hay là những cái con giống như es kbc này thì thông nó vẫn cân bằng nó vẫn cạn cung nhưng mà sao chị nó khác biệt á là nó không có dòng tiền nên là khi mà một cái cái tín hiệu rung lắc của yếu tố rủi ro của thị trường nó xuất hiện thì cổ phiếu nó sẽ trượt biến nhanh đấy đúng không à? ạ đấy nó là những cái con mà thuộc trạng cân bằng dưới anh chị mình phải chơi dòng tiền vào anh chị mình mới đánh được nãy còn không thì thôi ha, giống như nhịp này này, này này gãy vũ này mình phải chơi dòng tiền thì chít chứ có dòng tiền mà nó mới an toàn. nãy còn những con mà nó cứ đi ngang nè, đi ngang nè. Anh chị không? Đấy đi ngang này. Đi ngang một thời gian này. Đây đây đi ngang này, sau đó mở biên này. Đây thuộc dạng những cái form gọi là cân bằng dưới. Nó nó có có cân bằng đấy được. Nó có cạn cung nhưng mà sao? Nó không có dòng tiền nó mở biên đi lên thì rất là khó đánh nói là những cái tín hiệu rủi ro đúng không à? ạ là tương tự như thế con liên việt đấy đang trong một cái nhịp em đánh giá là nó đang trong một cái trạng thái gọi là nó đang up lên nó đang muốn gọi là nó giữ nhịp giữ nên gọi là nó gọi là sideways up đi lên đấy, đúng không à? ạ nó đang chờ đợi một cái tín hiệu dòng tiền và một cái tín hiệu thị trường chung của chúng ta nó ổn định nói cái trường hợp nha nếu mà cái trường hợp trong cái phiên ngày thứ sáu vừa rồi á nó không có những cái trạng thái nó tiêu cực về mặt tin tức về mặt cuối phiên á thì những cái con này là cái phiên mở biên đầu tiên đấy nên là nếu mà cái trường hợp trong những cái tuần sau nó có một cái yếu tố là mở biên trở lại đấy sẽ là những cái thời điểm tốt để cho anh chị mình có thể mình tập trung vào những cái con như thế này đây là những cái firm mà nó đang khỏe hơn so với thị trường và nó có khả năng nó hình thành nên những cái mô hình thành công cho những cái chu kỳ sau đối với cổ phiếu ha còn BIDV, CTG và Vietcombank thì à mà gọi là nó đang chờ đợi một cái dòng tiền mới đối với cổ phiếu A. À, còn những cái mã cổ phiếu khác giống như là con MBB này, mặc dù nó không có, gọi là nó không phải là tiêu cực nhưng mà nó cũng không phải tích cực. Đấy, nhưng mà nó vẫn đi trong một cái nhịp độ sideways của thị trường. Đây là những cái nền tích lũy của cổ phiếu nên là mình phải bắt buộc mình phải chờ đợi những cái nhịp có xu hướng đối với những cái con này khi mà thị trường chung của chúng ta có xu hướng mình quay đánh còn không thì thôi anh chị lưu ý ha, cổ phiếu nhìn chung là nó cũng không gọi là nó không phải là tiêu cực mà một cái trạng thái gọi là nó không phải là những cái nhịp gọi là nó giảm sâu, nó giảm mạnh nhưng mà sao anh chị nhưng mà nó không tăng. Đấy có quan trọng nhất mình cổ phiếu tăng mình mới có lợi nhuận, còn những cổ phiếu nó không tăng anh chị lưu ý ha, nên là những cái cổ phiếu này nó thiên hướng về mặt ăn an toàn đấy nên là mình phải chờ đợi những cái trạng thái cổ phiếu thị trường của chúng ta là có xu hướng đấy, nên là cổ phiếu nó có một khi nó có xu hướng á thì nó sẽ vào những cái con nó giữ nhịp tốt trong những cái giai đoạn này đúng không à? ạ giữ nhịp tốt trong giai đoạn này nó thể hiện cho cái vấn đề á là cái dòng tiền nó được đỡ đối với cổ phiếu đấy đối với cổ phiếu thì những giai giai đoạn sau thì tiếp tục nó vào một cái điểm xác nhận nữa thì nó sẽ là những cái gọi là cái yếu tố nó vượt khỏi những cái xu hướng và nó hình thành lên cho những cái vùng gọi là cái nhóm cổ phiếu gọi là cổ phiếu dẫn dắt cho những cái chu kỳ sau còn đối với cổ phiếu mbb này hay là những cái con giống như con techcombank này trong trong biên độ tích lũy nhưng mà sao chị không có điểm nhấn về mặt dòng tiền nó tương tự với những cái nhóm ngành bất động sản này em có cập nhật với anh chị mình rất là nhiều lần mặc dù nó đi trong một cái biên độ tích lũy nhưng sao chị không có điểm nhấn về mặt dòng tiền để mà nó tạo ra những cái hiệu ứng mở biên lên đó nên là một khi cổ phiếu rung lắc là những cái con không có dòng tiền á thì nó sẽ có những cái lực đỡ nó yếu nhất nó không có Hồng chí là hôm nay nè cái lực bán nó đâu có nhiều cái phiên này ngày hôm nay lực bán đâu có nhiều Nhưng mà cổ phiếu nó giảm 4% 5% gần 6% Tại vì sao chị? Không có lực đỡ Đấy có nghĩa là Nó gọi là nó xuất hiện những cái áp, áp lực bán nó không lớn Áp lực bán nó nhỏ nhỏ thôi Nhưng mà nó xảy ra cùng lúc Đấy khi thị trường chung của chúng ta nó tạo ra một cái hiệu ứng tâm lý Thì nó xảy ra những cái lực bán nhỏ đó như thế Nó diễn ra chung một lúc như thế thì cái lượng câu bên dưới nó rất là mỏng nó không có dòng tiền đủ lớn nó đỡ thì cổ phiếu nó sẽ có những cái biên rơi mạnh đấy đúng không ạ đó là những cái con bất động sản này khi nào có dòng tiền thì mình đánh không có dòng tiền thì mình phải lựa chọn những cái con nó tốt hơn tại vì cái bản chất trên thị trường của chúng ta mình đầu tư á, là mình đầu tư gọi là có hàng trăm cổ phiếu trên thị trường đấy hàng ngàn cổ phiếu trên thị trường thì mình phải chọn lọc vào những con nó mạnh nhất nó khỏe nhất nó có những yếu tố nó có khả năng tăng giá một cách nó xác suất cao nhất đó nên là để mà nó tăng cái hiệu suất đầu tư của anh chị mình tăng cái hiệu quả của anh chị mình thì anh chị mình phải tăng cái tỷ lệ thắng mà mình thấy tăng cái tỷ lệ mà mình lựa chọn vào những cái con nó có khả năng tăng giá nó nhiều hơn để mà mình đầu tư thì lúc đó cái gọi là cái rủi ro của anh chị của cái danh mục của anh chị mình nó sẽ gọi là nó sẽ thấp nhưng mà cái biên độ lợi nhuận một khi nó gọi là nó đúng ý thì nó sẽ rất là cao đấy nên là mình phải gọi là cân đo đong đến giữa những cái tỷ lệ như thế này đối với cổ phiếu ha đấy những cái con stb như thế em vẫn đánh giá là những cái con này em cập nhật với anh chị mình từ những cái vùng trên này nè đấy nó phải siết biên trở lại cạn cung trở lại thì nó mới an toàn đấy mình phải chờ đợi khi mở biên lên này đấy anh chị mình đánh nó an toàn chứ còn bản chắc những cái con mà nó mà gọi là nó đi ngang với một cái khối lượng lớn á có nghĩa là khi mà nó có những cái lực cầu vào lớn nhưng mà cổ phiếu không tăng có nghĩa là những cái lượng cung trên ngoài này, này nó đang áp đảo hơn cái lượng cầu đấy có nghĩa là những cái lượng cầu bên dưới nó muốn đánh lên nhưng mà cái lượng cung trên ngoài nó muốn gọi là nó nó sẽ trên đầu nó sẽ xuống nó bán xuống đấy nên là nó dẫn đến một cái tình trạng cổ phiếu nó không có biến tăng mặc dù cái thành còn nó lớn đúng không ạ à? Đó nên là không nó đây nó này, mình chứng cho điều đó thì sau đó nó có những cái phiên nó mở biên nó, nó rơi xuống thì những một trong những cái con này là những con nó cũng nó có những cái sự quan tâm của nhà đầu tư nên là nó sẽ dùng để mà nó tạo hiệu ứng tâm lý cái sự quan tâm của nhà đầu tư đến từ những cái việc mà có khối ngoại người ta đang full room đúng không à? ạ nó là khi mà nó thung mươi 24 này nó sẽ tạo ra một cái hiệu ứng tâm lý cho nhà đầu tư nhưng mà một khi mà cái phiên tuần sau á nó hồi phục lên trở lại nó sẽ là một cái gọi là nó sẽ cơi bỏ những cái nút thắt và lúc đó thị trường của chúng ta khả năng nó sẽ kết thúc một cái quá trình điều chỉnh anh chị mình lưu ý về những cái mà cổ phiếu và những cái tín hiệu ha rồi tiếp theo có những cái mạng cổ phiếu giống như là VBank VB này cũng thế này thì không về nền hỗ trợ nó có những cái điểm hồi điểm hồi này là những cái điểm để mà mình gọi là mình xử lý đúng không? Hôm nay nó trước biên mặc dù cái thanh còn nó không cao thì khả năng nó sẽ có những cái nhịp hồi nhưng mà cái quan trọng nhất đối với một cái mã cổ phiếu để mà nó gọi là từ những cái vùng nền cân bằng dưới nó đi lên á. nó phải quan trọng nhất cái vấn đề á là thứ nhất là nó phải cần có những cái khoảng thời gian đấy để mà nó tiêu hóa đi những cái lượng cung hàng vùng trên là cái yếu tố đầu tiên cái yếu tố thứ hai để mà nó hồi phục nhanh nó phải cần có một cái dòng tiền đủ lớn đủ quyết liệt để mà nó đánh bật tăng đi lên đấy, hấp tụ toàn bộ những cái lượng cung hàng trên này này tại vì anh chị mình đơn cử như một cái ví dụ là cái lượng cung hàng trên này nó lớn thì nó phải sao gì nó phải đi ngang nó tạo ra một cái tâm lý chán nản sau đó nó rung rung rủ dâng 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 như thế nó tạo ra những tín hiệu càng cung như thế thì lúc đó cái dòng tiền nó gọi là một cái nó vào thì nó mới tạo ra những cái hiệu ứng mờ biên lên nó tốt được Đấy, nó, nó mới thanh thoát được nó mới hình thành một cái trên trang mới được hoặc là nếu mà nó nhanh thì nó phải sao gì cần một cái nguồn lực lớn để mà nó hấp thụ lại toàn bộ cái vùng trên này thì nó mới chấp nhận nó đánh cho một cái nhịp tiếp theo đấy nên là những cái cổ phiếu này là những cái cổ phiếu mà đa phần nó yếu so với thị trường nên là mình sẽ chưa quan tâm nếu mà cái trường hợp nó gọi là nó mơ biên trở lại thì mình sẽ đánh giá còn cái đối với thời điểm hiện tại cổ phiếu nó đang có những cái sự mạnh phản ứng mạnh hơn so với thị trường chung thì anh những cái con này là những cái con nó đang yếu anh chị lưu ý ha nó là cái dòng ngân hàng em đứt ra cho anh chị mình ba mà cổ phiếu của nhóm ngành văn quốc danh và cái con liên việt là cái con anh chị mình phải để ý tới cho cái tuần sau ha đó là nhóm ngành ngân hàng rồi tiếp theo mình đi đến cái nhóm ngành chứng khoán chứng khoán thì cái con khỏe nhất là cái con hcm anh chị mình thông cái nhóm ngành chứng khoán là cái nhóm ngành nó sẽ phản ứng nhạy cảm nhất đối với những cái tin tức trên thị trường của chúng ta nhưng mà sao chị HCM nó chỉ giảm một phần trăm thôi nó vẫn đi nó vẫn quanh quanh cái ngưỡng này đúng không ạ mặc dù cái con này nó gọi là nó cái khối lượng thanh khoản gọi là cái lực bán trong những cái giai đoạn này nó thấp nó không có yếu tố bán tháo nhưng mà hiện tại nó vẫn chưa có dòng tiền đó là những cái con này chỉ đánh khi mà nó có dòng tiền thị trường chung của chúng ta nó mờ xu hướng thì chị mình sẽ tập trung vào những cái con đầu ngành như thế này này, thì hiện tại con HCM là con nó được giữ một cái phẩm tốt nhất đối với nhóm ngành chứng khoán thì nhóm ngành chứng khoán em sẽ liệt kê vào cái con này là con HCM Đấy, nhóm ngành chứng khoán của chúng ta anh chị lưu ý ha đấy nhưng mình chứng khoán này một cái con này mờ biên là con này nó sẽ leader trong giai đoạn sau anh chị mình thử tương tượng này lưu ý ha lưu ý vào những cái con này này không xuất hiện yếu tố bán tháo mà nó vẫn giữ nhịp xu hướng còn những cái con khác nó 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 đã có những cái tín hiệu nó gãy xuống rồi đấy nó, SSI này gãy xu hướng này hay là VND nó gãy xu hướng này đúng không à? ạ còn những sao gì HCM nó giữ xu hướng những cái con giữ được xu hướng trong những cái lúc thị trường khó khăn thì những cái nhịp độ sau lúc đó nó mới là những cái con leader đơn nên là những ngành chứng khoán em đánh giá cao mã cổ phiếu của HCM cho những cái chu kỳ tới khi mà thị trường chung của chúng ta nó kết thúc một cái nhịp độ điều chỉnh và nó hình thành cho một cái biên độ tăng mới đối với thị trường anh chị lưu ý ha thì có mấy thêm mã cổ phiếu của VCI nhưng mà VCI nó đang chịu tác động bởi những cái yếu tố tin tức nên là em sẽ quan sát rất là kỹ con này vào cái phiên ngày thứ hai quanh cái ngưỡng vùng mươi 26 nếu có những cái sự phản ứng tốt thì đây sẽ là những cái vùng mà nó có những cái tín hiệu nó cân bằng để mà nó kết thúc cho một cái quá trình điều chỉnh nên là anh chị mình đừng có ngại về những cái tin tức tại vì cái tin tức cái quan trọng nhất cái tác động của nó đến thị trường của chúng ta như thế nào cái gọi là cái phản ứng của cổ phiếu nó có tốt hay không đối với cái vấn đề về mặt tin tức tiêu cực như thế chứ còn bản chất bản chất của tin tức tiêu cực mà cổ phiếu vẫn tăng thì đó là cái vấn đề gọi là phản ứng tốt đối với một cái mặt cổ phiếu đúng không à? ạ còn bản chất những cái cổ phiếu mà nó gọi là nó nó đang tăng tốt nó xuất hiện ra một cái tin tốt nữa nhưng mà giá cổ phiếu không tăng đấy rất là nhiều những cái hiệu ứng ngược nó xảy ra trên thị trường của chúng ta và cũng vci này nó vẫn trong một những cái trước cái phiên này nó vẫn là những cái con nó giữ được xu thế nhưng mà nó đang chịu tác động bởi những cái yếu tố về mặt tâm lý yếu tố về mặt gọi là tin tức nó tác động về mặt cuối phiên nên là nó đang làm cho vô hình chung nó làm cho cổ phiếu nó có những cái sự phản ứng nó gọi là có những cái sự phản ứng bởi những cái tâm lý trong ngắn hạn đúng không à, ạ đấy nên là những cái con này nếu mà cái trường hợp nó gọi là tin tức tiêu cực như thế mà cổ phiếu nó không mở biên giảm tiếp tục mà nó có những cái sự phản ứng tốt ở những cái ngưỡng hỗ trợ thì đây là những cái vùng mà nó giá nó sẽ là những cái vùng hấp dẫn và những cái vùng anh chị mình phải cần cực kỳ chú ý tới cho những cái nhịp độ tiếp theo anh chị lưu ý ha đó là khi nào nó phản ứng gọi là khi mà trong viên nó có những cái tín hiệu thì em sẽ tiếp tục em cập nhật với anh chị mình đó là nếu mà anh chị mình muốn đồng hành cùng em trong cái room này để mà nhận những cái tín hiệu nó sớm nhất thì chị mình có thể liên hệ với em cái số điện thoại ở dưới màn hình đang chạy nó đi dưới màn hình anh chị lưu ý ha rồi tiếp theo những cái con như cái SSI này. SSI là những cái mã cổ phiếu nó tương gọi là nó nó điều chỉnh sâu thì những cái con này thì nó sẽ cần tiêu tốn nguồn lực nhiều hơn nên là những cái con này để mà ưu tiên sẽ ưu tiên còn HCM trước thì sau đó nó sẽ đến những cái mã cổ phiếu SSI nó là nó đang cân bằng tốt ở những cái ngưỡng hỗ trợ này cái nhiệm độ gọi là siết biên trong một cái giai đoạn sắp tới nữa thì đấy sẽ là mở ra những cái cơ hội cho anh chị mình ha hay là tương tự như thế là VND cũng có những cái sự phản ứng nó tương đối yếu mặc dù cái áp lực bán gọi là cái áp lực bán nó không lớn nhưng mà cổ phiếu nó bắt đầu nó bị trượt biên nên là những cái con mà điều chỉnh sâu á là những con yếu trong giai đoạn này đó, thì thì những cái chu kỳ sau nó sẽ hồi chậm hơn so với những cái con khác và nó sẽ gọi là nó leader thì nó sẽ ưu tiên vào những cái con nó giữ được xu hướng đó, nên là cái nhóm ngành chứng khoán thì em quan sát được con HCM đó thì chị mình có thể mình cực kỳ chú ý tới ha còn những cái con như là VND SSI thì sẽ ưu tiên sau VCI thì mình sẽ đưa vào một cái diện gọi là theo dõi đặc biệt ha theo dõi đặc biệt ở cái vùng giá 26 và những cái sự phản ứng phản ứng với mặt tin tức rồi tiếp theo qua nhóm ngành thép là những cái nhóm ngành mà em đánh giá nó sẽ tương đối yếu nó nó tương đối yếu trong giai đoạn này đó, đó là những cái việc mà nó điều chỉnh sâu lực bản lớn này những cái con này thì vẫn ưu tiên hồi phục lên để cho chị mình cơ cấu thôi thì vì cái bản chất để mà nó tạo ra một cái biên độ tăng á thì nó phải cần có một cái khoảng thời gian hấp thụ lâu đó, nó giống như giai đoạn này này, giai đoạn này của của cổ phiếu này thì để mà nó đang gọi là đã đang trong một cái nhịp độ tăng á tăng nhưng mà nó mở biên nó giảm á anh à này anh chị mình lưu ý nè khi mà nó xuất hiện những áp lực bán lớn này thì cổ phiếu sao chị cổ phiếu nó phải cần có những cái khoảng thời gian nó hấp thụ lâu để mà nó tiêu hóa đi những cái lượng cung hàng thì sau đó cái dòng tiền nó mới chấp nhận nó vào nó đánh được đúng không ạ đó là khi mà một cái mở biên rơi lớn này thì nó phải cần có những cái khoảng thời gian nó cân bằng thì thời điểm hiện tại cũng thế đối với nhóm ngành thép thôi anh chị ha nên là trong những khoảng thời gian ngắn hạn thì những cái nhóm ngành này là những cái nhóm ngành nó sẽ còn chịu nhiều cái áp lực tại vì cái biên độ cổ phiếu nó tương đối lỏng nhưng mà cái con khỏe nhất đối với nhóm ngành thép là cái con hoa sen có thể mình sẽ lưu ý tới cho những cái giai đoạn mà nếu mà nó công bằng tốt trong những cái nhịp độ tiếp theo anh chị lưu ý ha nên là nhưng mà trong ngắn hạn thì việc mà hồi phục lên vẫn là những cái điểm để cho anh chị mình xử lý cái cái nhóm ngành này đấy nam kim cũng thế này đang là những cái ngừng hỗ trợ lúc bán bắt đầu hàng hàng nhật dân những con này mà nếu mà cái sự phản ứng của thị trường gọi là cái, cái thị trường mà có biến á, con này nó sẽ phản ứng đầu tiên. Đấy, con tại vì sao? Lúc bán cổ phiếu nó rất là lớn trong những cái nhịp độ vừa rồi. Đấy, nên là khi mà nó giữ được những cái ngưỡng hỗ trợ này thì chị mình mới thấy được á là thị trường đa phần nó chủ yếu là nó ép tâm lý nhà tư để mà người ta bán bán ra trong những cái cái phiên ETC để mà nó gọi là đối ứng những gọi là nó khớp những cái gọi là cái giá thấp nhất thôi. Anh chị lưu ý ha, nó nó gọi là nó quằn cái tâm lý của anh chị mình á. Nên là những con này khả năng hồi phục của nó thì anh chị mình cũng sẽ canh chị mình cơ cấu ha để mà chờ đợi những cái chu kỳ sau. Tương tự như thế là hồi phát thôi, nó sẽ đi chung với một cái nhóm ngành. Hay là nhóm ngành nào? Cung nghiệp cũng thế này, C4G cũng thế này, anh chị sai sideways hồi phục rất là yếu, nên là những con này ưu tiên hồi phục cơ cấu thôi. HHV như thế này. Cái thanh còn lớn như thế này để mà hồi phục hay là để mà hấp thụ một cái yếu tố bật tăng đi lên á nó sẽ mất rất là nhiều những cái khoảng thời gian nó làm chị mình cực kỳ lưu ý, ha nên là những cái con này khi nào nó cạn cung trở lại nó hình thành lên cho một cái nhịp độ mới á, thì chị mình sẽ đánh còn giai đoạn này chỉ ưu tiên cho những cái việc hồi phục lên cơ cấu thôi thì vẫn ưu tiên cho như, gọi là mình sẽ ưu tiên nhóm ngành thép và nhóm ngành khu nghiệp á, hồi phục lên sẽ mình cơ cấu và những cái nhóm ngành khác mình sẽ tập trung vào những cái vị thế tiếp tục ha đó, không hồi phục gọi là hồi phục một phiên sau đó giảm trở lại ba phần trăm hồi phục một năm giảm ba phần trăm những cái con này vẫn đang trong một cái nhịp điều chỉnh Đấy, nhưng mà bắt đầu cái yếu tố tích cực đó, là cái thanh khoản bắt đầu nó hạ nhiệt dần có thể nó sẽ vận động chung theo cái vấn đề về mặt thị trường á là những cái nhịp hồi phục nếu mà hồi phục lên theo cái yếu tố về mặt thị trường á những cái lượng cung treo lên lượng vùng trên này rất là lớn nên là anh chị mình chỉ tận dụng những cái nhịp hồi phục lên để mà mình cơ cấu thôi em không phải là em gọi là em cứ nghĩ cho anh chị mình từ cái thế này mà từ những cái nhịp độ hồi phục đầu tiên của cổ phiếu này cái dấu hiệu mờ biên gọi là cái dấu hiệu mờ biên rơi cổ phiếu đây là những cái tín hiệu rủi ro mà mình phải gọi là cần phải xử lý này nhịp độ xử lý tiếp theo là những cái điểm hồi điểm hồi đầu tiên anh chị lưu ý ha nên là chị mình gọi là không xử lý sớm thì cổ phiếu nó cứ tiếp liên tục nó cứ trượt biên trượt biên như thế tuy nhiên là hiện tại thì nó đang ở những cái vùng hỗ trợ thì mình sẽ kỳ vọng cho những cái nhịp test thành công đó nên là anh chị mình thấy là đa phần các cổ phiếu nó đang ở những cái ngưỡng hỗ trợ Đấy, nên là cái khả, khả năng trong cái tuần sau nó sẽ có những người tín hiệu nó khả quan thì em đánh giá nó sẽ rất là cao đấy để mà nó tạo ra một cái hiệu ứng gọi là kết thúc cho một cái quá trình điều chỉnh cổ phiếu ha nên là những cái nhịp độ này vẫn ưu tiên hồi phục lên cơ cấu đấy còn những cái mà cổ phiếu giống như nhóm ngành dầu khí này anh chị mình thấy này cái tín hiệu tích cực cổ phiếu nó có dòng tiền vào đúng không à, nó có dòng tiền vào nên là hôm nay là điều chỉnh vô luôn rất là, rất là thấp đấy, điều chỉnh chỉ rất là nhẹ nhàng đấy đúng không à, ạ những cái con này á nó thành công á nếu mà cái phiên ngày thứ hai nha nó có những cái yếu tố gọi là dòng tiền vào tiếp tục nó hấp thụ cái phiên này nó cho những nhà đầu tư nào mua phiên này gọi là chốt lại được nó tiếp tục hấp thụ nó đánh á, thì những cái con này nó sẽ vào xuống ngay đấy nó là những cái con này thì mình phải quan sát vào cái phiên thứ hai và cái phiên thứ ba nếu mà có một cái tín hiệu dòng tiền vào xác nhận để đánh á, thì anh mình đánh con này đấy, đánh rồi vào cái điểm này là cái điểm lấy vị thế này cái điểm mà nó xác nhận là những cái điểm đánh gia tăng lúc đó là những cái cổ phiếu nó sẽ hình thành cho một cái xu hướng mới đúng không ạ đấy nên là những cái cổ phiếu này chị mình phải quan tâm nó tương tự như này hsg này nói anh chị thấy không phiên này nó mở biên vào này t 1 này t 2 5 hàng về nó quyết liệt nó vào tiếp tục đấy là những cái phiên để mà nó hình thành lên cho những cái xu hướng hiện tại có con nv này cũng thế là những cái con này đó nè cái phiên này là cái phiên dòng tiền vào đầu tiên sau đó là gọi là hàng về này tiếp tục hấp thụ thì những cái con này nó chít nó sẽ có một cái nhịp tăng nhịp tăng mới đối với cổ phiếu anh chị lưu ý à đấy sẽ là những cái đặc tính cho các mạng cổ phiếu đầu tiên là con BSR cái con thứ hai là con BVD đó, BVD nè bắt đầu dòng tiền mở biên lên tại vì sao anh chị mình biết tại vì sao cái thanh còn thấp không tại vì tại vì những cái lượng cung an nó được rung vũ qua trong những cái giai đoạn vừa rồi và đặc biệt là khi mà cổ phiếu nó nó, nó gọi là nó xuất hiện nó yếu tố mở biên á không xuất hiện yếu tố bán tháo nói không áp xúc hiện áp lực bán tháo có nghĩa là những cái lượng hàng đây là rung dụ một phần trên những cái ngưỡng này này sau đó là những cái yếu tố khi mà nó điều chỉnh về á, thì bắt đầu là những cái lượng hàng rung vụ nó kiếm ra cung hàng cạn kiệt dần lúc đó thị trường mở biên lên nó không xuất hiện nhiều cái áp lực lên vùng trên này nữa đấy đúng ạ à, nó là cái mở biên đi lên với vô thấp tương tự như thế này những những cái nhịp này này cái gì không những cái phiên mở biên đầu tiên luôn là những cái phiên mở biên thấp tại vì sao nó đã loại bỏ nhiều cái lượng cung hàng rồi đấy là cái tín hiệu đầu tiên cái tín hiệu thứ hai là khi dòng tiền vào nó xác nhận đấy, xác nhận những cái tiếp theo thì đấy sẽ là những cái điểm đánh tiếp theo đối với cổ phiếu của chúng ta anh chị lưu ý ha nên là con này mở nó đã có một cái phiên mở biên này là những cái phiên xác nhận tiếp theo khi mà nó có một cái tín hiệu bùng nổ tiếp tục á vượt ăn không gì đây là những cái thời điểm nó sẽ tiến đến một cái xu hướng mới đấy nên là nhóm ngành dầu khí là cái nhóm ngành anh chị mình ưu tiên có BSR nè BVD nè BVD nè đấy rồi cái con tiếp theo là cái con BVS Đấy, BVS này có dòng tiền vào này. Hôm nay điều chỉnh volume thấp bình thường. Những cái con này hấp thụ dòng tiền đánh nhịp số 2 chị mình đánh. Tiếp tục thì nó sẽ hình thành lên cho những cái xu hướng. Tôi tôi lại những cái con này nó vẫn đang trong một cái là nó vẫn hình thành cho những cái giai đoạn tích lũy thôi. Đấy, khi nào nó hình thành xu hướng dòng tiền vào, giá cần tiếp tục này nó sẽ là những cái con nó đi ngược lại những cái xu hướng của thị trường của chúng ta. Anh chị lưu ý ha. Đó là cũng BVS như thế này. Đây này. Chờ dòng tiền xác nhận nhịp 2. Đấy. Hai con này. Rồi tiếp theo những cái con mà nó chơi dòng tiền vào tiếp tục á là cái con TNG. Đấy một vài cái nhóm cổ phiếu nó thuộc dạng riêng lẻ đã có dòng tiền nè, biến đổi tích lũy nè. Cái phiên này cái phiên gọi là ngày mai á nó chấp nhận nó hấp thụ cái lượng hàng này về á mà nó tiếp tục đánh á thì con này nó sẽ vào xuống ngay. Đấy nên là chị mình phải cực kỳ chú ý tới vào những cái con này ha. TNG này, còn ra nó sẽ có thêm một cái con con, IDC nữa. Đấy, con IDC cũng thế này. IDC nó đang trong một cái nhịp độ cân bằng đa phần nó đang trong những cái nhịp độ tích lũy này con này mở biên dòng tiền anh chị mình lấy vì thế đấy dòng tiền vào xác nhận anh chị mình đánh gia tăng đấy là những cái con này đang chờ cái phiên mở biên còn những cái con giống như là tng hay là bvs đấy hay là những cái nhóm ngành bsr hay là bvd á, là những cái con nó đã có cái phiên mở biên đầu tiên anh chị mình cực kỳ lưu ý ha à, thì đấy sẽ là những cái con mà em cập nhật với anh chị mình trong cái kênh youtube này hoặc là một vài cái mã cổ phiếu của những cái nhóm ngành điện này có con bc 1 này Đấy số 1 thấy hôm nay có dòng tiền này, anh chị thấy nó sẽ cái cách đánh cổ phiếu nó sẽ giống với con NV. Đấy hôm nay dòng tiền vào này thì sẽ gặp áp lực bán của thị trường thì gặp áp lực chung của thị trường cổ phiếu nó sẽ quay đầu. Đúng không ạ? À, áp lực chung của thị trường cổ phiếu quay đầu này. Nhưng mà nếu mà cái trường hợp nha, cái dòng tiền vào tiếp tục đây là những điểm đánh cổ phiếu. Đấy đúng không ạ? Đấy tương tự như thế con BC1. Đấy, BC1 đã, đã có dòng tiền vào này dòng tiền chịu hấp thụ là đánh những cái nhịp tiếp theo anh chị mình phải cực kỳ lưu ý cổ phiếu khác là có con TNG này có con uh, IDC này có con BC1 này đấy là những cái con mà em đánh giá là anh chị mình phải chú ý tới cho những cái nhịp đồ sau hay là con GEG e, thế bắt đầu nó cạn cung này mở biên lên anh chị mình đặt Đấy, nếu mà cái trường hợp thị trường chung phân hóa nha, thì mình sẽ phân bổ vào những cái con gọi là cái ti trọng vào những cái nhóm ngành riêng lẻ. Còn nếu mà thị trường chung của chúng ta đã có xu hướng á, thì chỉ mình tập trung vào những cái nhóm ngành này nè những cái nhóm ngành bánh này, những cái nhóm ngành trứng này là những cái nhóm ngành nó sẽ tạo ra những cái xu hướng cho thị trường của chúng ta để mà nó tạo ra một cái động lực tăng giá mới đối với thị trường của chúng ta. Anh chị lưu ý ha. Thì uh, đấy là một vài cái nhận định của em về cái thị trường chung của chúng ta. Thì chỉ mình cần lưu ý tới trong những cái nhịp độ tiếp theo thì. Uh, nếu mà anh chị mình thấy hay, đừng quên like và subscribe kênh để mà nhận những cái thông báo mới nhất Cũng là những cái động lực để mà em ra những video tiếp theo Thì nếu mà anh chị mình thấy phù hợp với quan điểm đầu tư của anh chị mình Thì anh chị mình có thể liên hệ với em qua số điện thoại 0339 079 886 Để mà cùng đồng hành cùng em trong room khách hàng Mình nhận những cái khuyến nghị nó cụ thể nhất, nó sâu sắc nhất trong phiên Anh chị ha, thì em cũng xin kính chúc anh chị mình những ngày cuối tuần thật là vui vẻ Và hứa hẹn thị trường chung của chúng ta Nó sẽ sớm xuất hiện những cái phiên gọi là lực cầu đỡ mở biên trở lại để mà nó kết thúc một cái quá trình điều chỉnh từ đó nó hình thành nên cho một cái nhịp tăng mới đối với thị trường cái cơ hội mới nó sẽ xuất hiện thì em sẽ tiếp tục em cập nhật với anh chị mình trên cái kênh youtube này cũng như là trong nếu mà chị mình nhận những muốn nhận những cái tín hiệu nó nhanh nhất thì chị mình có thể mình đồng hành với em liên hệ với em để mà mình tham gia vào cửa trong khách hàng này ấy với số điện thoại 0339 079 856 anh chị lưu ý ha thì đó là một vài cái nhận định của em thì em xin, xin kết thúc video tại đây em xin kính chào chị mình